Các học sinh Paris phong tỏa trường học. Tin từ Paris, ngày hôm nay nhiều ngôi trường ở Paris đã bị các học sinh phong tỏa. Đây là ngày biểu tình thứ nhì của các học sinh phản đối việc nữ sinh Leonarda Dipani, 15 tuổi, bị kéo xuống khỏi chiếc xe bus của nhà trường để trục xuất về Kosovo. Vụ trục xuất đã tạo phản ứng tức giận ở Pháp. Nhiều người đã chỉ trích Bộ trưởng Nội vụ, ông Manuel Valls đã đi ngược lại giá trị của phe tả, thi hành các chính sách chống di dân cứng rắn, đưa tới việc bắt giữ nữ sinh Dipani ngay sau giờ tan học và trục xuất về Kosovo. Đông đảo học sinh đã tập trung bên ngoài trường trung học Charlemagne, hô to những khẩu hiệu đòi trả em Dipani về trường. Gia đình Dipani đã tới Pháp bất hợp pháp vào năm 2009 và đã thất bại trong việc kháng cáo lệnh trục xuất và đã bị trục xuất về Kosovo vào ngày 9 tháng 10. Họ đang tạm sống tại thành phố Mitrovica. Học sinh David nói rằng Pháp là quốc gia tự hào với các giá trị nhân quyền nhưng đã trục xuất hai học sinh ra khỏi nước, làm cho họ mất hết tương lai. Bộ trưởng Giáo dục, ông Vincent Payon nói rằng trường học phải được hoàn toàn an toàn cho các học sinh, cảnh sát không thể can thiệp trong giờ học. Các cuộc biểu tình của các học sinh ở Paris trong ngày hôm qua đã trở nên bạo động. Xô xát đã diễn ra sau khi các học sinh ném chai lọ về phía cảnh sát. Hàng ngàn học sinh đã xuống đường trong lúc Tổng thống François Hollande cho biết đang xem xét lại việc trục xuất gia đình Dipani.